Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Sao Mai Giá Rẻ. Thì đợt vừa rồi thì anh chị bạn hỏi SH cũng khá là nhiều, mua cũng nhiều nữa nha. Thì hôm nay giá xe ở đầu tháng 7 thì mình sẽ quay cho anh em ha. Giá xe thay đổi rất là nhiều luôn nha. Những cái dòng SH cao nè, SH Mod nè, Vao nè, Future nè, Vision nè, AB, những cái mẫu mới nhất hiện tại ha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong nay thì có em Liên, sự hỗ trợ giới thiệu không mà Liên ạ? Hello, xin chào mọi người nha, lại là em Liên và quay lại cập nhật giá xe tháng mới cho mọi người luôn nha. Nói chung bên em Liên là cập nhật giá mới hàng tuần cho mọi người luôn. Thì mọi người cũng biết rồi đó, bên em Liên đang chạy chương trình SH Mod cho mọi người với những cái phiên bản tiêu chuẩn này. Mọi người sẽ có màu đỏ, màu xanh và màu trắng cho mọi người luôn nha. Thì với giá là 56 triệu đồng thôi mọi người ơi. Còn với phiên bản thể thao là màu xám và màu đỏ, mà phiên bản cao cấp màu đỏ như thế này thì giá em nó đang là 63 triệu nha mọi người. Chỉ riêng em đặc biệt thì đợt này giá hơi nhỉnh một tí là 65 triệu với em Liên nha. Còn dạ, cái xám xi măng hình như bên em đang xả rồi. Giá dạ là 63 thôi anh. 63 luôn, dạ, đúng số rồi, lượng lớn nha mọi người. Đúng cái này rồi, có Future mới về kìa. Dạ, Future bánh căm này thì bên em về số lượng nhiều lắm. Bên em mới cập nhật qua Zalo luôn á. Về bữa qua là hơn 50 con nha mọi người. Chạy ưu đãi giá cho mọi người với giá là 34 triệu đồng một em xe như thế này thôi nha. Ok. Dạ rồi, qua này thì SH nè. Rồi, một mẫu SH 160 cho mọi người nha, mẫu 2024 luôn. Chỉ với mà phanh thường á mọi người, chỉ với giá là 90 triệu đồng thôi. Còn đối với những cái dòng phanh ABS như thế này thì đang là 102 triệu giúp em Liên nha. Mua dòng này trả trước 20 triệu là bên Liên hỗ trợ mọi góp rồi nha. Đặc biệt là cái dòng này nè, góp là nhận cả vẹt gốc và chạy lãi suất rất là ưu đãi cho mọi người nha. Mọi người liên hệ Zalo đi, Liên sẽ tư vấn thêm cái dòng này cho mọi người. Rồi, còn vài em 125 nè mọi người, 125 thì bên em đang chạy giá là phanh thường là 72 triệu đồng. Phanh ABS như thế này là sẽ có xám xi măng nè, hay là nói chung là phanh ABS nè mọi người, sẽ đang là 81 triệu đồng cho mọi người nha. Mua góp trả trước 15 triệu là nhận xe. Rồi, còn vài em nữa là của 150 nha mọi người, đây là màu thể thao luôn nè. Tùy theo ý thích của mọi người nha, thể thao màu xám và màu đen, còn thêm một chiếc màu trắng nữa nha mọi người, là xả với giá là 95 triệu bao gồm phanh ABS luôn nha mọi người. CBS thì bên Liên hết hàng của 150 rồi. 150 thì mọi người trả trước 20 triệu là đã hỗ trợ góp được rồi nha. Rồi, Vao 160 này cũng có rất là nhiều bạn hỏi về Vao 160 luôn. Dạ rồi, Vario bên 160 thì bên em đang chạy chương trình cho mẫu của Indo này hay là mẫu Việt Nam đang ngang bằng giá với nhau luôn nha mọi người. Phanh thường thì là 42 triệu, còn đối với phanh ABS là 47 triệu, mua góp chỉ cần trả trước bên em Liên 5 triệu thôi là bên em Liên đã hỗ trợ mua góp rồi nha. Thì mọi người hỏi là nếu mà cái dòng này á mà góp mà nhận cặp vẹt gốc thì có phải trả nhiều không? Tầm 12 triệu là bên em Liên đã 12 triệu là nhận cặp vẹt gốc nha. Còn đối với cái dòng 125 này nè mọi người, chỉ cần 8 triệu đồng thôi là mọi người đã được nhận cặp vẹt gốc nha. Rất là nhiều màu cho mọi người luôn. Đối với khóa thường thì bên em Liên màu zin nha là 36 triệu, còn màu của khóa thông minh á màu zin là 39 triệu nha mọi người. Màu sơn thì màu nào cũng được, mọi người cộng thêm sơn màu bóng hay màu nhám gì đó, cộng thêm giúp em Liên là 1 triệu đồng thôi là em Liên đã hỗ trợ cho mọi người rồi nha. Còn nếu mọi người không muốn lấy cặp vẹt gốc thì trả trước khoảng 2 triệu đồng thôi là em Liên đã hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi nha. Rồi, một mẫu Vision xám ánh tím cho mọi người luôn. Mẫu này là mẫu khóa thông minh luôn nha mọi người. Giá của em nó là bao gồm luôn màu sơn cho mọi người là 33 triệu đồng một em thuê thế này thôi. Góp đưa trước 2 triệu đồng với em Liên nha. Rồi, còn đối với này là phiên bản thể thao nè mọi người. Phiên bản thể thao thì Liên thấy thời gian vừa qua là mọi người hỏi rất là nhiều luôn. Thì phiên bản thể thao bên em Liên đang với giá là 37 triệu đồng cho mọi người nha. Còn đối với phiên bản cổ điển là 36 nè. Đó, màu đỏ này chỉ có 32 triệu thôi mọi người. Còn đối với mọi người lấy phiên bản tiêu chuẩn đó, thì nó chỉ có 30 triệu 500 thôi. Nói chung là Vision thì rất là nhiều phiên bản thôi. Tùy ý thích của mọi người nha. Dao động góp mọi người đưa trước em Liên 2 triệu đồng thôi là em Liên đã hỗ trợ góp. Nói chung rồi, là các bạn có nhu cầu mình mua mình nhắn tin qua Zalo. Dạ. Những cái bữa mà mình quay bên kho anh em cứ vào đó xem thử là số lượng khủng lắm. Nên cứ có nhu cầu nhắn tin qua Zalo là có xe hết nha. Dạ rồi, AB. Em sẽ cập nhật AB mẫu 2023 trước nha mọi người, 2023-2024 trước. Thì với AB phiên bản tiêu chuẩn của bột 25 như thế này thì màu zin á thì đang là 40 triệu, màu sơn thì cộng giúp em Liên 1 triệu nha. Có màu sơn rất là nhiều cho mọi người luôn là 41 triệu đồng thôi mọi người. Còn xuống đây thì sẽ có những cái màu mà bên em Liên mới về nha. Như đây là một phiên bản thể thao nè mọi người. Thể thao này thì hiện tại nay nó là 44 triệu nha. Còn đối với AB 160 phiên bản đặc biệt thì đang là 58 triệu đồng với em Liên nha. Mua dòng AB thì trả trước 5 triệu đồng là được rồi mọi người. Okay. Rồi. Dạ, trong đây thì có phu chờ nữa nè, phu chờ được độ màu nha. Đó, mọi người nào mà thích sự nổi bật thì mọi người có thể lựa chọn những em phu chờ này. À, có AB 125 phiên bản đen nhám nè mọi người. Bên Liên còn chắc tầm được 2 em á mọi người. Giá của em nó hiện tại là 43 triệu nha. Rồi, đối với phu mà độ màu thì hồi nãy bên em Liên có cập nhật phu căm.
Thì phu mâm thì chạy đồng giá cho mọi người luôn. Màu zin là 37 triệu đồng. Còn màu sơn lên như thế này thì thêm 1 triệu với em Liên nha. Rồi, màu trắng này thì Vision màu trắng này thì đang với giá cho mọi người là 32 triệu. Đây, cổ điển nãy Liên nói này mọi người là 36 triệu nha. Ở dưới bên dưới thì có AB 125 màu đen bóng. Bản này là bản cao cấp mới của 2025 luôn nha mọi người, với giá là 42 triệu đồng cho mọi người. Vision xanh đặc biệt. Dạ, đang xả cho mọi người với giá là 35 triệu đồng một em nha mọi người. Đó, tất cả các dòng xe bên Liên em báo là đã bao gồm VAT. Mọi người lên mua xe có liên hệ trước với em Liên thì em Liên sẽ hỗ trợ cho mọi người tiền xăng xe là 1 triệu đồng và kèm theo ưu đãi quà tặng của cửa hàng nữa nha. Rồi, ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip. Xin chào.